Nga, Mỹ, Tàu sắp đến nạn tai, dùng bom nguyên tử đến ngày. Đất kia sụp đổ, nạn tai ngất trời. Rồi đây thế giới chiến tranh bùng nổ. An Nam thời hết khổ về sau, ra tài đón rước đồng bào. Tản cư ngoại quốc người về trong Nam. Việt Nam thời ô thước bắc cầu. Để cho các nước đâu đâu đi vào Nam Việt để chầu Thánh Vương. Kính thưa đồng bào quý mến, trước khi tôi giải thích về sấm điển vừa rồi, tôi cần cho đồng bào biết đây là khuôn mặt của Cha Trời Giê-xu hiện ra trên mây, cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Đồng bào có thể vào trang website facegodjesuschrist.com để xem xét chi tiết về 12 phép lạ mới nhất đã được Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo và dẫn dắt nhân loại làm cách nào để được cứu rỗi. Và đây là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu hiện ra trên mây. Sau đó, Ngài cho nhiều phép lạ hiện ra để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và đây là hình ảnh khuôn mặt của những anh hùng chiến sĩ trận vong đã được Cha Trời Giê-xu cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Kính thưa đồng bào thương mến, và đây là hình màu gốc chụp như thế nào, in ra như thế. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giê-xu hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2009, trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện tại Boza thuộc thành phố Westminster, California 92683. Và giờ đây tôi giảng giải về sấm điển vừa rồi. Đó là sấm điển của Đức Phật Thầy Tây An cách nay khoảng 160 năm về trước, khi mà nhân loại chưa nghĩ đến bom nguyên tử là gì. Thì lúc đó tiên tri Việt Nam chúng ta đã được Thượng Đế Toàn Năng là Thiên Thượng đứng mà tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới đều tôn thờ là Thương Thượng, Thiên Thượng. Thiên là Thiên Liên, Thượng là Thượng Đế Toàn Năng mà Phật Thích Ca tôn thờ, cũng như ông bà tổ tiên chúng ta đã tôn thờ trước lâu lắm rồi. Đó là ông trời, tức là Thiên Thượng, cũng như Cha Trời Giê-xu thờ là Chúa Cha. Nói nôm na ngôn ngữ mà bình dân, mà hiền hòa, mà gần nhất để sử dụng cho đúng nghĩa là Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đứng đã tác tạo càn khôn vũ trụ, đứng đã tác tạo tất cả mọi loài và ban cho tất cả mọi loài có sự sống. Và kính thưa đồng bào thân mến, Ngài đã cho tiên tri Việt Nam chúng ta là Đức Phật Thầy Tây An, người miền Nam, biết về sấm lệnh mà tôi vừa đọc lên. Một lần nữa tôi đọc lại: Nga, Mỹ, Tàu sắp đến nạn tay, dùng bom nguyên tử đến ngày. Đất kia sụp đổ, nạn tai ngất trời. Rồi đây thế giới chiến tranh bùng nổ, An Nam thời hết khổ về sau, ra tay đón rước đồng bào. Tản cư ngoại quốc người về trong Nam. Việt Nam thời ô thước bắc cầu, để cho các nước đâu đâu đi vào Nam Việt để chầu Thánh Vương. Kính thưa đồng bào thương mến, nếu nhân loại vẫn trên đà ù lì bê trễ, không thật sự ăn năn sám hối như bây giờ, mà nhân loại
đang ở trong tình trạng ù lì bê trễ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chiến tranh nguyên tử Nga Mỹ Tàu, Mỹ Nga Tàu, Tàu Nga Mỹ sắp đến nạn tai, dùng bom nguyên tử đến ngày. Đây là sức nóng của bom nguyên tử đây. Đây là khuôn mặt cho Trời Giê-xu hiện ra cho biết trước. Và đồng thời đây là sức nóng của mặt trời, và đồng thời sức nóng của tội ác nhân loại, và đồng thời sức nóng của quỷ Sa-tăng. Và đây là mặt quỷ Sa-tăng. Nếu nhân loại không thật sự ăn năn sám hối, gấp phụ giúp tôi thông báo những tin mừng sấm lệnh này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, thì chuyện gì xảy ra? Chắc chắn sẽ có chiến tranh nguyên tử. Và lúc đó sẽ có động đất tsunami, nước biển dâng tới mây. Đây là hình ảnh nước biển dâng tới mây, và đồng thời đây là mặt quỷ Sa-tăng hiện ra trên mây rõ ràng. Thượng Đế cho tỏ hiện ra để cảnh báo cho nhân loại được biết. Đây là mặt quỷ Sa-tăng và đây là nước biển dâng tới mây, và sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng nếu mà nhân loại không ăn năn sám hối kịp thời. Vì thế, đồng bào mau mắn ăn năn sám hối gấp, nhất là người Việt Nam chúng ta. Mau mắn ăn năn sám hối, làm gương trước, phụ giúp tôi, phụ giúp đồng bào, thông báo những tin mừng này đến cho tất cả đồng bào nhân loại được biết gấp. Những ai ù lì bê trễ thì lần lượt sẽ mất tất cả những hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho, thay vì được tất cả, nhưng mà lần lượt sẽ mất tất cả đời này, và nhất là đời sau, đời đời kiếp kiếp sẽ mất mát nhiều lắm. Vì thế đây là cơ hội cuối cùng để cho nhân loại lập công chuộc tội. Ở đây tôi không có nói chuyện lập công bồi đức ở đây, vì đây là thời mạt kiếp, chúng ta hãy dùng đúng nghĩa, đúng chữ là lập công chuộc tội. Đó là lý do tại sao những hình ảnh phép lạ này đã được Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết. Bởi vì chúng ta đang đối diện với quyền năng của quỷ Sa-tăng, và những kẻ nào thờ ơ, vô trách nhiệm, khinh thường việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại do tôi lãnh đạo, thì những kẻ đó lần lượt sẽ mất tất cả những hồng ân vĩ đại của Thượng Đế ban cho họ, thay vì họ được, nhưng họ sẽ mất tất cả. Đó là lý do tại sao những sấm lệnh này đã được tỏ hiện ra trên mây, và tôi chính là người đã chụp được và nhận được những sấm lệnh quan trọng nhất vào thời mạt kiếp này của Thượng Đế ban cho nhân loại. Bởi vì đây là thời mạt kiếp đang chuyển qua thời Thánh Đức. Đó là lý do tại sao những phép lạ này đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra trên mây. Cùng lúc Ngài đã ban cho những sấm lệnh mới mà người Việt Nam chúng ta có bổn phận thông báo cho tất cả nhân loại được biết gấp. Một lần nữa, Y Sư Thánh Giống Minh Vương Việt Nam kính chào tạm biệt. Đồng bào hãy mau mắn chấp hành gấp, phụ giúp tôi, phụ giúp đồng bào thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và đặc biệt sẵn đây tôi nhắc nhở cho những người đang cầm quyền ở tại Việt Nam là hãy mau mắn trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi, Minh Vương Việt Nam, Y Sư Thánh Giống, Vua Việt Nam lãnh đạo, làm việc cứu nguy Việt Nam, và đồng thời góp phần làm việc phụ giúp đồng bào, làm việc góp phần cứu nguy nhân loại gấp bằng cách là thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Nhớ, quý vị tiếp tục chậm trễ thì chắc chắn quý vị sẽ bị trời phạt. Tức là bởi vì quý vị chối bỏ sấm lệnh của Thượng Đế, thành ra quý vị sẽ lần lượt sẽ bị quỷ Sa-tăng bắt làm nô lệ vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Hoặc là quý vị sẽ bị hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong sẽ tiêu diệt quý vị, và linh hồn của quý vị sau đó sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt, nhiều tỷ độ thiêu đốt, nhiều ngàn năm,
và cũng như linh hồn của quý vị sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Đây là bọn quỷ sa tăng đây, mặt quỷ sa tăng đây, đây là mặt quỷ sa tăng đây, còn đây là linh hồn lửa nóng nhiều tỷ độ thiêu đốt. Đó, nhớ những gì tôi cảnh báo, để sau này các người không có trách móc là tại sao y sư thánh giống chúng tôi không cảnh báo cho các người biết. Tôi đã liên lỉ thông báo nhiều lần và không lâu nữa tôi sẽ không có thời giờ để mà nhắc nhở cho các người nữa. Và đây là hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ đã được cha trời thượng đế toàn năng cho tỏ hiện ra trên mây. Đồng bào hãy coi mà xem xét. Đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Đây là hình màu gốc, còn đây là hình trắng đen để cho những ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Đây đồng bào thấy anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây. Và nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy đây là một đầu rồng vĩ đại đang phun lửa. Đây là đầu rồng, mắt, mũi, miệng, khịt lửa ra đây, cần cổ đây, cánh đây. Và nếu chúng ta xây dựng hướng này, chúng ta thấy đây là hình ảnh linh hồn của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra để cảnh báo cho nhân loại được biết về những sự việc đang và sẽ xảy ra trong những ngày, tháng, năm sắp tới. Tức là tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và chỉ có những kẻ nào thực sự ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là phụ giúp tôi, phụ giúp họ thông báo những tin mừng này đến cho nhiều người được biết gấp. Và đây, xây dựng hướng này, chúng ta thấy đây là một đầu rồng vĩ đại đang phun lửa. Đây là linh hồn của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hy sinh cho nhân loại được sống thêm đầy ý nghĩa. Giờ đây, quý ngài đã được Thượng Đế toàn năng cho tỏ hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết là nhân loại hãy mau mắn ăn năn sám hối gấp, lập công chuộc tội bằng cách là phụ giúp tôi, thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Vì thế, đồng bào hãy mau mắn nghe lời tôi hướng dẫn, tôi chính đây y sư thánh giống. Minh Vương Việt Nam. Và đây là địa chỉ liên lạc với chúng tôi. Những ai sẵn sàng thì hãy mau mắn làm liền, đừng chờ đợi nữa. Vào trang website của chúng ta, copy những hình ảnh này, phân phát cho nhiều người được biết gấp. Và những ai ước ao được lập công chuộc tội mau chóng thì hãy làm gấp. Sau khi copy những hình ảnh này thì hãy mau mắn, những ai có thể làm được thì làm liền, gửi check hoặc money order về địa chỉ Face God Jesus Christ, 13372 Golden West Street, Suite Number 205, Westminster, California 92683. Check hoặc money order xin đề Face God Jesus Christ thì chúng tôi sẽ nhận được. Đây là cách tốt nhất để lập công chuộc tội. Tôi nói cho đồng bào nhân loại được biết gấp. Đây là cách tốt nhất để lập công chuộc tội. Ở đây chúng ta không có nói chuyện lập công bồi đức gì ở đây đó. Bởi vì nhân loại đã phạm quá nhiều tội ác. Và đến giờ phút này thì càng ngày càng bế tắc. Đó là lý do tại sao những phép lạ này hiện ra trên mây. Và những sấm lệnh mà tôi đã nhận được. Đồng bào hãy mau vào trang website của chúng ta, học hỏi gấp và thực thi theo những điều tôi hướng dẫn và chỉ dạy. Vì đây là lệnh của Thượng Đế. Tôi chỉ là người đưa những tin mừng này đến cho quý vị. Đây là sấm lệnh của Thượng Đế ban cho nhân loại. Thành ra đồng bào nhân loại có bổn phận nghe lời những sấm lệnh này. Những sấm lệnh này là của Thượng Đế toàn năng ban cho. Tôi chỉ là cái người đưa những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả đồng bào nhân loại được biết. Và kêu gọi đồng bào nhân loại hãy mau mắn phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này, gửi những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Một lần nữa, y sư thánh giống Minh Vương Việt Nam kính chào tạm biệt.